Rồi bây giờ nói về chuyện tình yêu tình của yêu chị đi. Đi tình yêu mối Quyền tình đầu tiên của Quyền là lúc Quyền bao nhiêu tuổi? À, cái năm 19 gặp cái người đó có sẵn ở trong đoàn. Khen nó trong đoàn giống như là mình quen, mình nói chuyện qua lo thôi, rồi xong cái đoàn nó mới dọn lên ngược lên trên đồng sòi chân thành trên đó đó, thì được sống được khoảng chừng 2-3 năm rồi chia tay. Lý do tại sao chia tay? Hai người không nói gì hết, nhưng mà cái người đó làm đi về quê rồi im luôn, trông ngóng cái tin tức. Nhưng mà cuối cùng thì nó đã qua. Thì xong khoảng chừng cái bến đó là nhớ Quyền làm ở Mộc Hóa, rồi xong mới về lại ngay chân thị trấn Bến Lức. Thì về đó làm cũng được mấy ngày đó thì mới quen được ông xã hiện tại bây giờ. Là mối tình thứ hai à? Ông là xã mối, bây giờ là đúng rồi, mối tình thứ hai. Từ xưa giờ yêu có hai người thôi hả? Dạ. Làm cái gì cũng chung thủy hết chị chung ha. Chung thủy với nhà cơ. Để cho câu chuyện tình yêu trọn vẹn hơn á, thì chương trình có mời đến người chồng hiện tại. À, chồng của Quyền hả? Ờ, vậy thì mình mời chồng của Quyền đây đi. À, xin mời anh. Xin mời em. Dạ, chào anh chị. Chào anh giới thiệu đôi nét về bản thân mình nha. Em tên Nguyễn Đức Chinh, nhà ở ấp chợ thị trấn Bến Lức. Hai người yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ 17, 18 năm. 18 năm. Từ cái lúc gặp là đi theo luôn á. Đó thì đoàn của bà xã về ngay chỗ chợ Bến Lức. Thì tối làm giảng xong thì bà xã với lại mấy chị em mới đi vô sớm chơi. Vô tình gặp, ngồi nói chuyện chơi vậy đó. Rồi đến chừng mà ngày mà đoàn dọn đi bến khác thì bà xã vũ hỏi đi không, anh nói đi mà trong lòng mình nói chỉ nói giỡn thôi chứ mình không có đi thiệt. Thì sao rút cuộc về cái đêm đó đoàn dọn rồi thấy buồn, bắt đầu mới quyết định là đi, xin má cho đi thì má cũng đồng ý cho đi. Ông xã giống như Quyền á, là ba mất từ nhỏ, hiện má chỉ còn mẹ thôi, mẹ sống một mình, xong mới sáng lại bí đầu mới xếp đồ xong mới đi. Và em nói là không thể nào mà mình bảo là mình yêu nhau lâu mới hiểu được nhau đâu. Có những cái tình yêu nó mới chỉ chớm tới thôi mà mình hiểu là mình đã thuộc về nhau à. Và có nhiều người nói là những người chủ nhất không có tình yêu thật sự đó, bây giờ thấy chưa, 18 năm. Dạ có nhiều cặp còn 20 mấy năm nữa đúng không? Có luôn mà. Nghe nè, hỏi này tới nhẹ nha. Hai người quen nhau có làm gì chưa mà rủ đi liền vậy? Chưa, thời yêu nhau thì mình không có nghĩ tới cái chuyện chuyện khác. Nhiều người nhìn vô á là nói con bà đi theo BD á, nó thế này thế nọ, làm cho con bà là kiệt nghiệp này. Nhưng mà thật sự là không phải là như vậy đâu mọi người ơi, đừng bao giờ mà nghĩ như vậy. Anh nhưng mà tại sao, lý do tại sao anh quyết định đi theo Quyền? Bến đó về, đoàn đó về cũng một tháng mấy á. À là hai người quen một tháng mấy luôn. Dạ. Gặp nhau cà phê uống nước mỗi ngày một tháng mấy mà không có làm gì hết nữa hả? Không thì... Trời, như sao hiện vậy trời? Quen như là tôi đi chơi sáng gặp hả? Trai gái gì đó. Mà ngày xưa em ngộ lắm nha. Ai nói là cũng như là thường thường là những người chuyển giới là ưa là mời trai đi uống cà phê, hay mình bỏ tiền ra đó, là em thật sự là không có nha. Ví dụ như em uống cà phê mà lỡ mà có thấy đó là em cũng né chỗ khác. Bất công mình vô uống, bất công mình trả tiền sao? Thì em cũng khôn. Em nói thiệt. Có quen thì bắt đầu nó nảy sinh ra tình cảm nào mình không biết. Rồi là sáng thì mới cuốn đồ đi qua bên đoàn dọn phụ. Cái người anh á thì bắt về không cho đi, bà xã mới dẫn đi là trốn xuống Cai Lậy Tiền Giang á, phụ đâu làm bên đó cũng được một tháng mấy á, bắt đầu má mới xuống bắt về. Mẹ anh sẽ bắt về nữa. Dạ. Sao biết đoàn nằm đâu mà bắt về? Có bà chị mà lúc trước ba giới thiệu á, bà biết đoàn, bà đi theo đoàn, bà chỉ cái má bà đi xuống. Bà bắt về bà không cho yêu nữa. Không phải là không cho yêu, không mà má theo. Bà thấy như kể cực khổ đó. Má bà xuống bà bắt về mà cái mới xin má. Tại vì ngày xưa đó cũng có tình thương của má thôi, rất là thương má. Năm ra là ảnh khó xử, vừa thương má mà vừa thương em. Dạ. Nhớ bữa đó là má lặng lẽ má đón xe đò xuống á, xong rồi đi về. Nhưng mà em đâu có ra gặp nói chuyện đâu. Em sợ má kêu về ở với má đi, điện cực lắm con ơi. Thì mới nó gạt má là đi đâu đòn xuống lắm con, không cực đâu. Má về đi để làm đi kiếm tiền. Tại vì hồi nhỏ mưu sinh, là 12 tuổi là em đã bước ra đường mưu sinh, cũng đi bán vé số vậy. Thì năm 14, 15 tuổi thì bắt đầu là mới vô làm cu lý mở dạng xúc đá cát rồi đối diện lại nhà đó. Rồi đến 18, 19 tuổi mới đi, là bắt đầu mới bước chân theo đoàn. Đoàn làm cũng 17, 18 năm nay rồi. Thì bây giờ cũng như má ba không còn nữa,
em với bà xã em sống trải qua chắc cực khổ sung sướng rồi cũng nhiều lắm. Rồi bây giờ gia đình hai bên anh chị đã biết cái mối quan hệ này và công nhận nó chưa? Từ lúc mà theo là họ đã biết rồi. Quyền được hên đó, khoảng một thời gian ngắn mà má đã xuống dưới tìm á, là xong là ở nhà là thứ 8, về là nó vợ bé 8, bên ông nội nè, bên bà ngoại nè, bên dì, bên dượng, tất cả mọi người. Em được cái diễm phúc là so nhầm cặp ở với nhau do gia đình cấm cản, là họ chỉ là sống tạm bợ tại ngay trong cái đòn thôi, còn đi về á là chỉ đi lặng lẽ một mình về. Rồi bây giờ hai anh chị có cái mong muốn gì cho cái cuộc sống của mình bây giờ không? Mong muốn của em rất là đơn giản là em có nhiều sức khỏe để tiếp tục em báo hiếu cho mẹ em. Hiện tại bây giờ mẹ em cũng gần 70. Qua cái chương trình này á, em cũng muốn nói với ông xã là phải cố gắng dung đắp cái tình cảm của mình 17 năm nó bền vững hơn tí xíu nữa. Chén trong sống còn khua, đôi lúc cũng có những sự mà bất tương đồng, tại vì mình nói mà không nghe. Mình hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau và mình yêu nhau, mình vì nhau để mình sửa. Giữ Quyền có muốn ông xã thay đổi cái gì và Quyền thay đổi gì để cho hai người yêu nhau tha thiết và mãi mãi với nhau? Mình nghĩ mình không phải là mình là những người trọn vẹn, mình bị khiếm khuyết về giới tính. Duyên trăm năm ngàn năm gì mình mới gặp được và mình ở được, cố gắng phải sửa đổi là bớt nóng lại. Hiện tại vợ mình vẫn sống chung với mình thì vẫn muốn chọn đời và chung sống với mình, thì không bao giờ em có một cái ý nghĩ là em lệch lạc vấn đề khác. Ý của chị nói là đôi khi anh hơi ghen hay sao hả chị? Ghen tàn nhẫn luôn. Như hả? Mà những người chuyển giới á, giống như em vậy nè, ví dụ như anh không ghen, chắc là không thương nên không ghen. Mà còn ghen là ghen gian đồng. Thì ghen, trời đất ơi, ghen dữ lắm. Ghen cái gì rồi kể cái câu chuyện không ghen coi. Thì ghen cũng như là mình nhắn tin nhiều thế này thế nọ mà không hiểu á thì ghen. Em đang hát này cái em cười, cái xuống hỏi hỏi nãy cười với ai vậy? Trời sao chị biết cười với ai? Mình trên sân khấu mình phải cười với ai luôn. Cười chứ anh ơi. Đúng. Nhưng mà tại vì ngày xưa thì không hiểu. Không thương, không đó. Đi quá. Nhưng bây giờ thì nó đã giảm nhiều rồi. Hôm đó em ghen dữ lắm. Mỗi lần mà anh chị em mà kêu số á, bà xã không lên kêu số cũng gây lộn nữa. Em không lên kêu số mà ổng ghen là sao? Là nghĩ em đi đâu. À. Nhiều khi em đang bán mà em xin bà chủ vô bộ đi, mình đi vệ sinh vậy đó, mình núp mình rình. Trời đất ơi. Canh vậy đó. Là con có đi ra như không hay là có mặc ở đó không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Nhưng mà là chưa bao giờ anh phát hiện ra chị làm cái gì đó sau lưng mình đúng không? Chưa bao giờ đúng không? Ừ mà sao trong đầu thì luôn lúc nào cũng vậy đó, mà mỗi lần không thấy lên kêu số là bắt đầu là trả bộ vô trong phòng cái đầu dán cái màn lên thấy à thấy rồi đó, lại biết rồi đó, lại bực bội trong lòng rồi đó. Rồi vậy anh ơi, anh muốn chị thay đổi điều gì để cho tình cảm hai người khăng khít hơn không? Trong đầu mình là mình không có nghĩ là mình sẽ quen người phụ nữ nào khác hết. Khi gây lộn với như nọ rồi dứt phát bỏ luôn đó. Nói cỡ nào ai nói cũng nói là quyết định là bỏ luôn á. Mình sau tới chừng mà thì về nhà không thấy bà xã, lúc đầu nó buồn mà nó sao sao á. Nhiều khi nằm mình thì mình khóc. Nói chung là không bỏ được. Dạ chạy đi. Ơi, vừa được. Đẹp vừa tốt vậy. Thôi ra đừng có suy nghĩ tới chuyện bỏ nữa anh ơi. Mình không bỏ nhau được thì mình đừng giận lâu, giận nửa tiếng xong rồi. Trong hai người có người, mình xuống nước một chút, anh hở anh ơi hay em hở em ơi. Không xong. Thì cái tánh của em thì em phái ngọt. Còn bà xã thì mỗi lần mà nói chuyện thì anh nói hơn mình không à, nó ngang không à. Mình nhường nhường tí. Cứ dành hơn mình đâu không à, mình tức. Tại vì em không lỗi. Không lỗi nhưng mình là con gái này, nhiều khi mình không thể kể. Em kể chị nghe, mình đơn cuộc đời của tụi em nè, hai đứa ở chung đó, đánh lộn với nhau nhiều cái mắc cười lắm. Là ngày xưa ở trong đòn là bú lộn, chấn động trời Nam, chừng như quýnh động đá tá lả, chừng như quýnh xong rồi thôi. Cái vài năm sau cái này tự nhiên quýnh lộn hoài, tự nhiên ta cười. Xong cái, thấy không, đi ra đây, lấy xe chở ra chỗ kia. Đúng nói chỗ đá đầu, quýnh tút vào kia đó, quýnh chỗ đá đầu ở ngoài chỗ đó, không ai thấy chừng á, rồi xong mới đi về. Càng lớn thì mình phải có, mỗi một năm thì mình phải có một cái suy nghĩ khác. Ngày xưa thì thường là đánh lộn, nhưng mà em thường đánh, ông xã thì không bao giờ đánh lại em. Thế nghe nè, bà bớt này nha. Mình con gái mình muốn ở với chồng mình hạnh phúc thì mình phụ nữ mình phải hơi nhường tí. Nhiều khi đi làm về, anh biết đi làm về thì rất là mệt đâm ra mình bị quạo á. Bị quạo đúng rồi đó. Nhưng mà giờ hai người có suy nghĩ cưới nhau không? 17 năm rồi, 18 năm rồi. Nếu mà có suy nghĩ là Khánh Chi mời cuối năm nay là em, chị tổ chức đó. Em có nghe. Ờ. Thì để vậy em bàn với ông xã. Bàn là với ông xã nha. Dạ. Ông lúc trước thì bà xã có kêu bây giờ mình tổ chức đám cưới đi. Thì em mới nói là khùng cái gì mà ơi. Đó, thì mới nói vậy. Rồi sau này khoảng năm nay cái nói thôi Quyền ơi, vậy làm đám cưới không? Mình vũ lại thì bà xã mới nói là điên làm cho hề. Thì trong đầu em mới suy nghĩ thì chắc quen ai hay là thấy không, ai mà không muốn gia đình chồng cưới. Tại vì tụi em cưới á là có rất nhiều anh chị em ủng hộ.
Đi thì làm đi, thì sao đó, mà nên em không làm những cái ông hiểu là ông hiểu lầm cái vấn đề khác đó Quyền. Mình không cưới mình vẫn sống tốt, và mình cưới á là mình phải có trách nhiệm. Thì cưới đi để có cái trách nhiệm với nhau. Cưới đi. Đó thì bây giờ về suy nghĩ sau đó rồi trả lời với chị nha. Dạ. Là chị muốn làm tất cả những người nào mà tình yêu đẹp, chị đều mời tham gia cái lời hỏi cưới của mình tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam nữa. Dạ. Là chị chọn 10 cặp, tất cả chi phí là chị tài trợ hết. Khi mình cưới hỏi là tự nhiên mình có một cái sự đường đường chính chính. Đường đường chính chính, thứ nhất, thứ hai là mình nghĩ là mình đã cưới hỏi đàng hoàng, mình đã bước lên xe hoa đàng hoàng, mình thuộc về nhau. Em cảm ơn chị nha. Dạ. Em cảm ơn anh, cảm ơn chị đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình.